Thưa quý vị và các bạn, trong thời gian qua thì tình hình phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, nông nghiệp đã có những chuyển biến rõ rệt, giữ vai trò vị trí quan trọng trong phát triển sản xuất nông nghiệp, đảm bảo đời sống cho đông đảo người dân. Số lượng hợp tác xã, nông nghiệp hoạt động có hiệu quả được duy trì và từng bước tăng lên. Nhưng làm thế nào để phát huy được sức mạnh các hợp tác xã đáp ứng yêu cầu thực tiễn và hoạt động hiệu quả bền vững vẫn là một vấn đề nan giải. Trong đó thì nguồn nhân lực của hợp tác xã nông nghiệp là một trong những nút thắt lớn. Tiểu mục vấn đề nông nghiệp ngày hôm nay, chúng tôi sẽ dành nhiều thời lượng để nhìn nhận về thực tế này. Tháng 10 năm 2021, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 20 năm thực hiện nghị quyết số 13 NQTVK về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể và 10 năm thi hành luật hợp tác xã năm 2012 trong lĩnh vực nông nghiệp. Phát biểu trước 1.200 đại biểu tham dự hội nghị, ông Nguyễn Quốc Bảo, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Hợp tác xã Bưởi Da Xanh Bến Tre cho biết hiện nay hợp tác xã có hơn 300 thành viên sản xuất 100 hectare, chủ lực là bưởi da xanh. Trong đó, 70 hectare đang cho thu hoạch, sản lượng trung bình đạt 800 tấn một năm. Hợp tác xã đã áp dụng các thực hành nông nghiệp tốt và đạt chứng nhận 37,7 hectare Việt Gap và 15 hectare đạt Global Gap. Thế nhưng, 5 năm qua, hợp tác xã phải thay đổi đến 5 giám đốc, và vấn đề khó khăn nhất của hợp tác xã là tìm kiếm các khách hàng, giải quyết đầu ra bền vững, ổn định cho thành viên với giá mua bằng giá thị trường. Cái khó khăn lớn nhất là tìm được cái người lãnh đạo quản lý hợp tác xã. Đây là một vấn đề rất là khó. Thì cái đó là cái mà chúng tôi rút ra. Cái chuyện thứ hai đó là muốn cho cái người nông dân gắn bó được với hợp tác xã thì hợp tác xã phải làm ăn có hiệu quả, có lợi nhuận và có thể đáp ứng được những cái mong muốn của mình, thì như vậy thì cái sức hút lôi cuốn và sự gắn bó cái thành viên đối với hợp tác xã mới có. Giống như hợp tác xã Bưởi Da Xanh Bến Tre, nhiều hợp tác xã nông nghiệp khác cũng đang phải chịu sự cạnh tranh rất lớn với các thành phần kinh tế khác từ thị trường. Nông sản làm ra nhưng không bán được, hoặc có bán thì giá cả cũng không ổn định, lúc đắt lúc rẻ. Đây là trăn trở của không ít lãnh đạo hợp tác xã trong suốt chặng đường vừa qua. Chúng tôi chỉ ở cái khâu sản xuất thì là làm tốt, nhưng mà cái khâu đi thị trường để kết nối tiêu thụ sản phẩm thì chúng tôi nó không có năng lực. Không có năng lực kết nối thị trường, nhân sự chủ chốt chưa được đào tạo bài bản khiến hiệu quả kinh doanh của hợp tác xã nông nghiệp luôn không ổn định. Thì tôi được biết là hiện nay có khoảng trên 50-70% cán bộ quản lý hợp tác xã, giám đốc hợp tác xã đã chưa được đào tạo một cách bài bản. Thì đấy, tôi cho rằng là như vậy thì nhà nước cần phải có một cái chính sách căn bản ấy và quyết liệt, có những cái cơ chế để hỗ trợ cho các hợp tác xã đào tạo lại cái giám đốc hợp tác xã và cán bộ quản lý hợp tác xã nói chung. Cái sự phát triển của kinh tế hợp tác xã cũng đang đứng trước những cái thách thức, những cái khó khăn, nhất là do cái tác động của đại dịch Covid-19. Về mặt quy mô thành viên, rồi năng lực sản xuất, năng lực quản trị và cái sức cạnh tranh cũng đang là những thách thức rất lớn. Hợp tác xã nông nghiệp có vai trò vị trí quan trọng, vừa hỗ trợ các thành viên tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới, vừa thực hiện mục tiêu cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị và phát triển bền vững. Để hợp tác xã hoạt động hiệu quả, chất lượng thì việc nâng cao năng lực quản lý, điều hành của những người đứng đầu hợp tác xã là chìa khóa vô cùng quan trọng. Hết năm 2021, cả nước có hơn 18.000 hợp tác xã nông nghiệp. Xác định nguồn nhân lực là vấn đề then chốt của các hợp tác xã, thời gian qua, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đã xây dựng và đề xuất nhiều chính sách nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn, đặc biệt là lực lượng giám đốc và cán bộ chủ chốt của hợp tác xã. Sau đây là những ghi nhận của nhóm phóng viên Nông nghiệp 24 giờ. Được thiết kế từ nhu cầu của các hợp tác xã, năm 2020, lớp đào tạo thí điểm giám đốc hợp tác xã nông nghiệp đầu tiên được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên tổ chức, thu hút 175 học viên đến từ các hợp tác xã trên cả nước. Khóa đào tạo này kéo dài 3 tháng. Sau khóa đào tạo này, các cán bộ quản lý hợp tác xã đều đã tìm được hướng đi đúng, dẫn dắt hợp tác xã hoạt động hiệu quả. Kết nối tiêu thụ nó là một trong những điều rất là quan trọng, đó là xương sống để cho các doanh nghiệp và hợp tác xã phát triển. Nếu không sản xuất ra sản phẩm mà không bán được hàng, coi như đóng cửa. Trực tiếp chúng tôi đã áp dụng cái kiến thức ở tại cái lớp học đó và để liên kết lại với nhau và hình thành lên cái chuỗi để làm sao để đảm bảo yếu tố cho yếu tố phát triển.
Theo Cục Kinh tế Hợp tác và Phát triển Nông thôn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong giai đoạn 2021-2030, Bộ vẫn tiếp tục nghiên cứu, đề xuất nhiều chính sách nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn. Trong đó, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp là một nghề sẽ được tập trung đào tạo. Trong giai đoạn mới này, 5 năm từ nay đến 2025 thì cái mục tiêu ấy, về mặt số lượng chúng ta cũng vẫn đang đặt ra một cái mục tiêu là đào tạo khoảng trên khoảng 1,5 triệu cái lao động ở nông thôn. Nhưng mà cái sự khác biệt ở đây ấy, là chúng ta tập trung vào cái kỹ năng nghề. Tức là những cái nghề nông nghiệp, những cái kỹ năng về sản xuất theo tiêu chuẩn, quy chuẩn của quốc tế hoặc là trong nước. Và cái cách tiếp cận ở đây là chúng ta đào tạo theo các cái chuỗi giá trị để phục vụ cho cái sự liên kết trong chuỗi giá trị trong các hợp tác xã để họ đạt được những cái tiêu chuẩn. Thời gian qua, nhiều hợp tác xã nông nghiệp đã dần thích nghi với cơ chế thị trường do có sự năng động, sáng tạo trong sản xuất kinh doanh của đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, từ đó thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo ra giá trị gia tăng cao hơn. Nhiều hợp tác xã cùng với thành viên và người lao động đã chủ động ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh, đem lại hiệu quả kinh tế cao. Do đó, tập trung đào tạo nghề cho giám đốc hợp tác xã và nâng cao chất lượng nhân lực hợp tác xã sẽ càng thúc đẩy hiệu quả của kinh tế tập thể cao hơn. Thì hai cái đấy là cái phải song song và ưu tiên. Và chỉ có khi mà tạo cái nguồn nhân lực cả về quản trị, quản lý lẫn cái nguồn nhân lực về kỹ thuật sản xuất, nâng cao được cái năng lực sản xuất theo cái hướng bền vững và an toàn thì lúc đấy cái khu vực kinh tế hợp tác nó sẽ phát triển mạnh mẽ hơn. Ngành nông nghiệp nước ta đang đứng trước nhiều cơ hội từ việc hội nhập kinh tế quốc tế sâu rộng, sự phát triển của khoa học công nghệ nhưng cũng phải đối mặt với nhiều thách thức từ thiên tai, tác động bất lợi của biến đổi khí hậu, dịch bệnh. Chính những điều này đặt ra yêu cầu cao hơn đối với nguồn nhân lực trong ngành nông nghiệp. Đặc biệt, những giám đốc hợp tác xã nông nghiệp chính là những hạt giống quan trọng cần có chính sách vun đắp trong tương lai. Tiếp tục là những nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, trước thềm năm mới, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký quyết định xuất cấp gần 190 tấn hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia, hỗ trợ hai địa phương bị thiệt hại nặng do thiên tai năm 2021 là Hà Nam và Quảng Trị. Số hạt giống này sẽ giúp nhiều nông dân vượt qua khó khăn trước mắt, tái thiết sản xuất. Quyết định của Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xuất cấp không thu tiền 55,8 tấn hạt giống lúa cho tỉnh Hà Nam, 100 tấn hạt giống lúa và 30 tấn hạt giống ngô cho tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai, khôi phục sản xuất. Sau khi tiếp nhận hạt giống hỗ trợ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Hà Nam, Quảng Trị có nhiệm vụ phân bổ và sử dụng số hạt giống cây trồng nêu trên kịp thời đúng quy định, đảm bảo tính công bằng và minh bạch.